Đây nè cô chú ơi, hôm nay là mẹ Chay sẽ quay cho cô chú coi là một ngày của Chay sẽ như thế nào nha. Bây giờ là Chay mới ngủ dậy nè, hiện tại là 10 giờ sáng nè. Chay ngủ dậy là 10 giờ sáng. Bây giờ là Chay chuẩn chuẩn bị đánh răng. Sao rồi, nóng hay gì rồi? Chưa chưa nóng mà. À, Chay. Chay, con chào cô chú đi. Đây ngủ dậy là 10 giờ sáng thôi cô chú, đâu có gì nhiều đâu. Nha, mở số. Hứng vô, hứng vô. Trời đã coi ướt quần rồi. Rồi, Chị đang nói chuyện FaceTime với bà ngoại. Đây, 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 đây. Đâu không, cái đâu cái đâu phải cái đó, cái này nè con, cái này nè. Trời ơi, nó tưởng cái này là kem đánh răng nè. Cái này không phải của con, cái đó của mẹ. Cái này là của con nè nha. Cái này là màu hồng, là của Chay nha. Đó. Lần sau là nhìn là biết cái này của con nha. Rồi, đánh răng này. Nha này. Đúng rồi, chà quá, chà. Chà sao? Ra, chà mày chà cho. À, chà. À, chà trên, chà dưới nữa, bê lưỡi ra. Đúng rồi. Một chút nữa là con phun nước. Một chút là con chà xong con phun ra cho ngoại coi nha, nó biết phun luôn nha ngoại. Rồi. Dạ, chà lên, chà dưới nữa. Rồi phun nước miếng ra đi. Phun nước miếng ra. Phun ra. Phun. Rồi phun ra nè. Tẩy chưa? Quá giỏi luôn. Ai chỉ con á? Ba chỉ con á hả? Không phải mở nước nữa. Rồi phun ra cho mẹ coi coi. Phun ra cho mẹ cô chú coi coi. Mình chà xong mình mới phun ra chứ mình không được nước vô. Cười cười. Rồi phun ra. Giỏi quá. Good job chị đi. Good job. Rồi hứng hứng dưa hứng 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 nước vô. Hứng bằng chảy vô. Rồi tắt nước. Nút không mà nó nút nước không à. Gì hứng hoài vậy? Rồi phun qua đi, phun ra. Đối. Rồi, chay đánh răng, chải đầu xong rồi. Bây giờ mày vô mày thay đồ con nha. Rồi. Lại kiến coi áo đẹp không? Mày lại kiến coi áo đẹp không? Đó, cô chú ơi, tự nhiên cái thay đồ xong em chay đồ lên giường nằm lại rồi em chay chùm mền nè. bây giờ con nằm đây nè, mẹ đi lấy đồ ăn sáng cho con nha. Mẹ đi làm đồ ăn sáng cho con nha. Dạ đi. Trời ơi, không dạ luôn mà đi nằm chùm ngồi nằm chùm mền luôn trời ơi. Bây giờ có ăn sáng không? Mâm mâm không? Mâm mâm nha. Nè, mẹ đi lấy đồ ăn sáng cho con ăn nha. Dạ đi. Rồi, ngậm cái nấm vú hoài ha. Nằm đây nha, không được đi đâu nghe chưa? Nghe chưa? Rồi, ăn đi con. Mâm mâm đi. Đây nè, đây mẹ làm cho mày làm cho, mày làm cho. Đó nè, hả mình ra. Nè, hả mình ra. Không hả? Nó là ba hồi. Ba hồi là nó thích ăn bơ, là mới mới muỗng đầu tiên là nó không thích á. Chứ chút nữa là sáng nó ăn giờ á. Ăn đi, mơ mơ mi. Làm gì à? Mặt lại mình không ăn, nó kỳ lại ăn giờ á. Nó cho Lucky luôn hả? Trời ơi, cho Lucky luôn có mà hả? Mâm mâm đi. Ăn 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 thử muỗng thứ hai của ăn xoài hả? Giờ ăn xoài hả? Đó, ăn là cầm lần hai miếng vậy đó. Ngon không? Ngon không? Nè cho cô chú ăn miếng đi nè. Mời cô chú ăn sáng đi. Đó, trời ơi, chay mời cô chú ăn sáng nè.
chơi giờ, giờ, từ giờ tới lớn chắc tưởng cô chú là cái camera hả dây cô nó xạo nó bắt đề tới giờ xạo của nó đó, cắn luôn con chứ đừng có nút, cắn luôn. Ừ, cắn đứt ra luôn mà mình nhai mình nuốt luôn. Sao miếng bơ này ngon lắm nè, ăn miếng bơ đi. Hãy men ra. Ừ, hãy men ra mà cho nó xạo nó vậy đó, nó ăn được chứ nó xạo đó. Hãy men ra thử đi, thử thêm lần nữa đi. Thích ăn cái ngọt hơn rồi, xoài ngọt lắm. Rồi lên ngồi ghế, mà mang dép vô cho đi vòng vòng. Để lên, mang lên ghế ngồi. Lên ghế ngồi nha, giỏi. Rồi giờ mẹ mang dép vô cho chay nha. Ngồi xuống, ngồi im đó. Ngồi im xuống, ngồi im xuống, mẹ mang dép vô. Đó, đưa chân lên, giờ giữ dằn chưa. Mang dép vô. Đó, cô chú thấy chay có dép đẹp chưa. Trời ơi đó, cô chú thấy chay có dép đẹp chưa? Đây nè cô chú ơi, bây giờ chay với mẹ, chay mẹ phải đi công chuyện nên mẹ sẽ chở chay theo. Cô chú coi ngoài trời nè, đó tuyết không luôn mà mẹ mặc cho chay là ba cái áo, một cái áo trong, một cái áo này ở ngoài nữa, với một cái áo này khoác ở ngoài. Coi mặt nó kìa, để mặt mấy coi coi nè, nó dính vô trong tròn trong chỏng luôn rồi, nó bị kiến dính chỏng luôn rồi. À, cho mang đôi dép mày đi luôn đi, cho rồi dép mày ấm mà. Đi đi vô xe cái thôi đi ra. Trời đất ơi, cái quần dính sô cô la rồi hả? Trời đất ơi. Vậy phải thay cái quần rồi. Hả? Đây nè, con coi con nè, coi con nè. Đó, đẹp không? Đẹp không? À, đẹp không? Đi vô thay quần, đi vô đây mày thay cái quần rồi đi. À, đẹp chưa? Đâu thấy gì đâu tới thui à, phải ra đây mới thấy. Đó, phải đây mới thấy nè, đó. Đẹp không? Đứng này, đó, đứng này mày quay vô mới thấy. Đó, cô bé mùa đông đó. Đây nè cô chú ơi, bây giờ ra tới xe rồi. Cái xe tuyết dính đầy không, bây giờ phải cho, để mẹ cho chay trong xe, bây giờ mẹ phải ra cạo tuyết. Tối hôm qua tuyết quá trời luôn. Đó, không cạo gì là đâu có được, đâu có thấy đường chảy. Ôi coi nè. Đây nè cô chú ơi, chay giờ là chay lên xe, chay nằm gọn gàng rồi nè. Ai gì đây nè, chay rồi, chay nè. Đó chay đó. À, bây giờ đi nha, đi không, đi không, nói mẹ nghe coi đi không. Không đi thôi ở nhà nha, coi mỏ nó kìa. Cô chú ơi, bữa trưa của chay đây. Đố cô chú chay đang đang ăn gì ạ? Đang cơm với gì? Cơm với nước tương. Coi được nó không? À, cô chú ơi, chay dễ nuôi lắm cô chú ơi. Ăn cơm mà xịt miếng nước tương vô là nó ăn à. Hồi nãy là Ngọc nấu cho nó một nồi canh bí rồi đó, canh bí đỏ ngọt mà nó không ăn. Nó không chịu ăn nên bây giờ Ngọc phải xịt, làm cơm xịt vô miếng nước tương nó mới ăn cô chú ơi. Chứ giờ chay không chịu ăn cháo nữa luôn cô chú ơi. Giờ mà mẹ nấu cháo là chay không chịu ăn luôn. Đó, rồi ăn cơm miếng nước tương rồi, chơi vậy đó, coi được không? Vậy mà ăn đó. Chứ còn mà nấu cái khác bỏ vô là không ăn. Đó. Ăn cơm nước tương. Có đã đời không? Ăn dán cho, ăn cho hết chén cháo nha, đây đây chén cơm nha con. Dạ nữa chứ. Trời đất ơi, lỗi dữ rồi ta. Đó. Ăn đi. Ăn cho miếng nước tương Maggi. Nước tương Maggi á. Nước tương Maggi. Miếng đó đi con. Đúng rồi, đó, ăn cơm với nước tương thì ăn coi vậy cho chịu nổi không. Từ giờ là thôi, đỡ tốn tiền rồi. Khỏi đợi mẹ, khỏi đỡ tốn tiền đi chợ rồi. Đó, bà cố coi, bà cố ơi, nó ăn nước cơm với nước tương Maggi với bà cố ơi. Mấy năm rồi.
À, mốt mốt mọi năm qua đi qua cái cho nó ăn nước tương thôi nha, nó ăn cơm nó mới thơm nước tương mà. Úp. Trời ơi đất đây, để mai múc cho con. Thả miệng nha. À, cơm nước tương. Để ý đứa nít nào cũng vậy ăn sao tơi. Thích ăn cơm nước tương. Đây, đây nè. Trời ơi ăn cơm nước tương mà nuốt kìa coi nè. Bây giờ mà đưa cho nó muỗng cháo nó không ăn đâu. Hồi nãy là bới một chén là một chén là chế canh bí rồi đó, cũng không ăn. Mẹ Ngọc mới đưa ra sáng kiến là cho nó ăn cơm với xịt nước tương vô. Đó, rồi đã đời không. Ô trời ơi giỏi quá ta. Để cô nhìn vô đây cái ra chơi. Chơi, nhìn cho cô chú ăn không? Cho cô chú ăn không? Đó, cho cô chú ăn kìa. Đó, chơi cho cô chú ăn cơm với nước tương. Ngoại kêu đó, ngoại dặn đó. Ngoại Việt Nam mới thôi xịt nước tương cho nó ăn đi. Sau mấy ngày nay rồi nó không chịu ăn cháo nữa. Nó ngán rồi giữ lắm cháo rồi cô chú ơi. Bây giờ nó đòi ăn nước tương. Đây nè. Đó nha. Mẹ thấy mắc cười quá nè, mẹ nói hoài hả chay. Nó hoài, người ta ăn cơm với nước tương mà nó hoài à. Thôi con ăn trưa đi nha. Đó bây giờ là giờ ăn trưa của chay nè cô chú ơi. Ăn trưa xong là sẽ lau mặt tắm rửa tạt sạch sẽ là bắt đầu là thay đồ xong rồi đi ngủ. Nha. Đây cô chú ơi, bây giờ là chay ăn uống xong rồi. Bây giờ chay sẽ ngậm nắm vú và đi ngủ nha. Con ngậm nắm vú đi ngủ nha. Rồi nè. Không mà không muốn nắm vú không muốn gì. Thôi mệt quá. Đây nè, cầm nắm vú cho. Không ngậm nắm vú nè, thôi. Cho nắm vú không ngậm nha. Cái này là cái quyền của con nha. Mẹ đưa con rồi đó mà con không chịu lại nè, nắm vú đó. Đó, cô chú ơi, Kim Chay bây giờ em Chay chuẩn bị ngủ nha. Ồ, ngủ nha. Đó, ngủ nha. Bye bye. Hai nè cô chú ơi. Chay dậy rồi nè. Đó, Chay dậy là cô chú thấy Chay không? Lau nhà, quét nhà, phụ mẹ, tội nghiệp ghê. Nè Chay, Chay. Chay làm gì? Chay coi cô chú coi coi. Chay quét nhà hả? Đó, Chay quét nhà hả cô chú? Gì dạ? Yeah. Oops. À, trời trời con nhỏ bị té. Con nhỏ bị té, trời làm gì? Đừng đau quá. Ra đây, ra đây con. Rồi con ôm em lại đi. Rồi ôm em ơi. Trời ơi coi kìa, đó ôm em đó. Đó. Coi làm gì á. Con chào cô chú đi. Con chào cô chú đi. Trời ơi coi đó. Em chay chay của mẹ em ơi, paradise của mẹ em ơi, em sicula của mẹ em ơi, suzuki của mẹ em ơi, em chay chay của mẹ em ơi, barabum của mẹ em ơi, em sicula của mẹ em ơi. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Ủa thâu của mẹ. Trời ơi. Đây, nhảy cho cô chú coi nè. Đó. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Trời của mẹ à. Giỏi quá ta. Ừ gì nữa ta? Gì nữa? Ears and eyes and mouth and nose. Con ru em ngủ coi, ru em ngủ cho bà cố coi coi, ru em ngủ sao. Thôi, đứng lên. Đứng lên. Hả cô chú thấy chay bữa nay chay mặc bộ đầm này đẹp không? Hả, là như đây là lần đầu tiên chay mặc cái đầm này luôn á cô chú. Đây nè. Quay đây, quay cô chú coi mặc đầm đẹp không? Quay đây. Trời ơi, người đẹp kìa, người đẹp ơi, người đẹp. Bà cố kêu làm sao? Bà cố kêu người đẹp ơi, người đẹp. Đó, cô thấy người đẹp này mặc đầm dữ không? Làm gì ạ?
người đẹp đi 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 vệ sinh hả người đẹp. Trời ơi. Xì đi. Xì đi, xì đi. Ôm em gấu đi, ôm em gấu lại xì đi, lại xì em gấu đi. Lại xì em gấu đi. Gấu á con. Gấu á. Con nói đi gấu. Ôm cái tay ôm gấu thấy thương không? Ôm cái tay ôm gấu thấy ghét vậy sợ không? Xì đi, mỗi lần mà con mắc tiểu con làm sao? Sao con bỏ em gấu vô đó được? Mỗi lần mắc tiểu con làm sao? Trời đất ơi. Nhốt gấu vô trong luôn hả? Nhốt gấu vô trong luôn hả? Rồi ra, yeah, em gấu đây rồi. Vô đây làm chi? Không, không, đó, tự nhiên cái vô cái kéo đó ra. Coi để làm gì không biết. Để im đó cho mẹ. Mẹ mới vừa làm xong bây giờ tới con vô con phá nữa. Lại coi coi áo đầm đẹp không, đứng coi coi áo đầm đẹp không. Hả, đứng đi coi coi kiến coi. Cô Kiến coi áo đầm đẹp không? Chạy. Trời ơi coi kìa, làm gì vậy? Làm gì vậy? Lên ghế ngồi, lên ghế ngồi, lên ghế ngồi. Oops. Yay. Trời ơi. Thôi, tắt iPad. Tắt iPad đi, rồi, không có bấm ngang. Ui trời ơi. Dữ người ta. Có ai lên lên tôi cổng không? Có ai lên cho tôi cổng không? Có ai lên cho tôi cổng đây? Có ai lên cho tôi cổng không? Bà Baba. Oops.
cho bà chà bà chà. Không, ôm mẹ một cái đi. Ôm ồ ồ. I love you, Jenny. Ừ, đó. I love you, Jenny. You love me too. Nữa không? I love you, JD. Hôn mẹ cái. Không hôn mẹ hả? Hôn mẹ cái đi mẹ làm. Hôn mẹ cái đi mẹ làm. Mẹ. Gì? Chạy nó đưa cái miệng nó vô kìa. Chạy nó đưa cái miệng nó vô kìa. Nhăn răng ra cho cô chú coi coi. Nhăn răng. Gì. Lấy nữa ra cô chú coi coi. Ôi trời, nó làm gì dữ vậy ta. Trời ơi ghê quá. Chạy nó đưa cái mặt nó vô kìa. Thôi, nè, đưa mặt vô cho cô chú coi. Làm gì con, để gì đâu có thấy mặt con. Đó, để vậy nè. Trời ơi, con nhảy kìa. Mẹ cái đây. Cướp. Rồi sao làm gì? Mông. Ôi trời ơi, cô gái ngủ trong rừng nào. Trời. Đâu cướp hà coi, cướp hà mẹ coi. Lấy cái áo mẹ cướp hà coi. Ôi trời. Cô bé ngủ trong rừng đâu? Đây nè, con áo mày lên. Đó, cô bé ngủ trong rừng. Qua đây. Pretty girl. She's so pretty. JD is so pretty. Here. Oops. Cúp. Rồi té nha. Cúp. Ooh, pretty. Yeah, pretty girl. Baby, you love her dress? Isn't it so pretty? Yes. Đó, có cô chú thấy ba về không? Ba đi làm gì chơi vui không? Lucky coming to say hi. À, cô chú thấy ba mới đi làm về đó cô chú ơi. Go sit on the toilet and use the toilet. Thương bá này hồi á. Không biết nhiêu cho đủ á. Trời ơi làm gì? Không được dở váy nha, mình mặc váy là mình không được mở váy nha. Ok thì cô chú ơi, một cái video clip một ngày của Chay là như vậy. Thì bây giờ là cũng trễ rồi. Ngọc sẽ cho Chay ăn tối rồi bắt đầu mình phải làm video clip để đăng lên cho tất cả mọi người. Thì bây giờ chỉ có ăn tối xong rồi chơi rồi đi ngủ thôi. Đó, một ngày của Chay là như vậy. Cảm ơn cô chú đã xem cái video clip của Chay nha.